con lại đây ngủ với cô đi. Xong rồi em nghĩ là chắc tối đi ngủ với mẹ của ảnh cũng được. Xong rồi cuối cùng là thôi con lên lầu ngủ chung với con của cô luôn đi. Chú rể có vẻ luống cuống quá hả? Chú rể, em năm nay mấy tuổi? Dạ em nay 21 tuổi ạ. 21 tuổi à? Dạ. Wow, quá trẻ. Ừ. Còn cô dâu? Dạ em bằng tuổi chồng em. 21 tuổi. Đấy, hai bé 21 tuổi nó đã lấy nhau rồi, sao mà lấy sớm thế hả trời? Hãy giới thiệu cho anh cũng như là quý vị khán giả được biết là các em tên gì, công việc như thế nào? Dạ con chào cô Hồng Vân. Nói bây giờ cứ kêu bằng chị với anh. Chị Hồng Vân. Dạ, chào. Ồ, đây là không có cô với chú. Dạ, toàn thể quý vị đang có mặt ở đây. Em tên là Trần Ngọc Thanh Thanh. Em sinh năm 97 và hiện tại đang làm diễn viên tự do. Rồi giờ chồng cũng làm diễn viên luôn nè. Dạ, nói đi. Dạ, không hả? Chào chị Hồng Chắc Vân là chú giả. Phú Thuận khán giả. Dạ, em tên là Đặng Văn Khánh. Hôm nay em 21 tuổi. Em đang còn đi học và phụ giúp công việc gia đình. Rồi tình cảm của các em bắt đầu như thế nào? Hai đứa em học chung với nhau ở lớp đại học. Thì trong lớp em rất là quậy. Còn chồng em thì giống như là những cái người mà gà rồ đi học, bị ép đi học, vô lớp nào cũng cúi mặt xuống ngủ, giống thất tình lâu năm vậy đó. Nhưng mà hai đứa thì không để ý gì tới nhau, hai đứa cũng có quen bồ là 1 năm rưỡi. Đó, thì sau khi chia tay thì em có bị bệnh, nằm ở trong bệnh viện. Thì lúc này chồng tự nhiên nhắn tin, hỏi là ủa mày đang trong bệnh viện hả, bị bệnh gì vậy, có cần tao lên thăm không? Xong rồi em mới trả lời, ủa tao đâu? Tao đâu có thân với mày đâu, tỷ mày lên rồi thăm tao. Ủa tao đâu thân mày đâu đó. Xong rồi cái hả chồng em mới kêu là không, để tao lên thăm mày, mày muốn ăn gì tao mua cho mày. Đó, xong rồi cái em mới kêu rồi vậy thôi cũng được. Xong rồi em mới kêu là tao muốn uống trà sữa với lại ăn chuối. Trời, em nghĩ là chắc mua sữa. 1-2 trái chuối vậy thôi, mà không ngờ mới mua một nải chuối xanh. Trời ơi. Xong để lên giường bệnh của em tưởng đâu chù em chết vậy đó. Trời ơi. Sau đó là khi mà em xuất viện là bắt đầu chồng em theo đuổi em hoài luôn. Có phải là em đã để ý cô Thanh Thanh này từ lâu rồi đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Đầu năm sinh viên năm 1 á, là vô hè là em đang ngồi trong lớp. Cái em thấy một bạn nữ bước vô mà nổi nhất luôn. Cái xì tai rất là đẹp. Cái em để ý lúc đó. Mà lúc đó em nghĩ là em không giới tới nổi đâu. Lúc đó là vợ em là diễn viên nhưng mà là có nổi tiếng không? Dạ, vợ em thì cũng có nhiều người biết rồi. Hot face hả? Dạ, hot face. Trên Facebook thôi. Dạ. Sau khi mà về nhà rồi á thì ngày nào cũng từ quận 7 chạy qua quận Bình Thạnh mua cháo này nọ cho em, qua nhà là dọn dẹp nhà cửa nhà này em này kia rồi xong rồi hả mua đồ ăn cho mẹ em. Nói chung là tạo ấn tượng rất là tốt. Nói chuyện nhau mới được 4 ngày chưa có tỏ tình chưa gì hết mà chồng ra đi xong nguyên chữ tờ bự chà bá ngay đây rồi. Xong rồi đưa cho em coi, nó uống mày bị gì á, thằng này tâm thần á, ta xong mới nói chuyện có 4 ngày tự nhiên xong tên uống bị gì vậy. Xong rồi hả chưa hết, nói chuyện thêm 3 ngày nữa xong nguyên chữ thanh trần, xong ở đây thêm 1 cái nữa, xong ở tay thêm 1 cái nữa, phía sau thêm 1 cái nữa. Đó, tính ra tới giờ là tới 5 cái trên người luôn. Vậy thì mỗi lần cua em thì sao? Em đây nè, em anh yêu em nè. Đây là sao? Không biết sao cái cách thể hiện nó kỳ cục lắm. Không anh không hiểu luôn là cái cách thể hiện để mà bày tỏ cái tình cảm của mình với cô Thanh Trần này, mỗi lần vậy thì là giặt ra cho coi là sao? Dạ không, em tại vì em yêu quá là em cứ hết những cái kỷ niệm á là em cứ cho lên người vậy. Tức là mỗi một cái chữ hình xăm đó nó tương ứng với một cái kỷ niệm nào. Dạ, đó đúng dạ. Không rồi xong đúng rồi không? Tới ngày quen là xăm ngày quen nhau rồi cung của hai đứa là gì xăm lên đó, xong rồi họ tên của em là bự chà bá sau lưng luôn. Rồi mẹ em có thấy cái hình xăm của em không? Không, mẹ em biết là hãnh diện mà em khoe. Đi khoe với mọi người nè, con tôi xăm tên vợ nó nè. Ồ vậy đó hả, dễ thương quá. Xong rồi một thời gian sau khoảng cỡ 4 tháng là bắt đầu dẫn em về ra mắt ba mẹ bên đó. Thì gặp mẹ của chồng em á thì mẹ em mới kêu là thôi giờ trễ rồi con lại đây ngủ với cô đi. Xong rồi em mới nghĩ là chắc tối đây ngủ với mẹ của ảnh cũng được. Xong rồi cuối cùng là thôi con lên lầu ngủ chung với con của cô luôn đi. Ủa là sao là sai vậy? Là đúng rồi. Ủa xong kêu ngủ lại với cô, xong cuối cùng là ngủ chung với con trai cô luôn. Cái quan trọng là em có dạ không? Rồi dạ luôn rồi, giờ đóng cửa rồi em ở trong đây luôn rồi, giờ em phải lên ngủ. Dễ sai, dễ biểu quá hả? Ngoan quá sức luôn vậy đó. Xong rồi bữa sau mẹ chồng em mới gọi điện cho mẹ đẻ của em. Nó là thôi chị ơi, bây giờ em xin chị là cho con gái chị qua đây để em nuôi, em chăm sóc luôn đi, qua đây ở luôn đi. Mẹ em có đồng ý không? Dạ đồng ý luôn. Trời ơi trời. Sao từ em mà cho tới phụ huynh em cũng đều rất là dễ vậy? Dễ dãi quá. Bây giờ phải hỏi nè, lý do gì mà mẹ của em lại kêu bạn này ở lại? Tại vì trong thời gian mà em bắt đầu cua Thanh đó là gia đình Thanh có biến cố, gia đình hai ba mẹ hết tình cảm với nhau, ly dị á. Cái Thanh cứ áp lực nhiều. Tức là mẹ thương. Dạ, mẹ thương, mẹ tội Thanh quá thôi, mẹ nói là Thanh ở lại luôn đúng không? Dạ. Rồi sau đó rồi mới đề nghị thôi, mày để ta nuôi luôn đó. Rồi ở chung nhà, hai đứa còn quá trẻ như vậy thì
có cái vui gì không? Gọi là như hai đứa nít mà gây lộn không? Dạ không, thì cũng chuyện gì tới nó cũng tới. Thì bình thường là mẹ chồng em chở em đi ngoài đường thì cũng hay dặn là trời ơi con là phải canh cái ngày an toàn nha. Xong gặp chồng em ngày nào cũng là ngày an toàn hết, ngày nào cũng là ngày an toàn, cũng ngày an toàn mà em đâu sao đó, đâu sao đó, không cuối cùng dính bầu. Đó mà lúc mà em với chồng em là nhận ra là hình như là có bầu rồi, xong rồi chồng em đâu có cho em đi đâu, không cho mua quay thử thai, không cho đi đâu hết trơn. Xong rồi tự âm thầm xuống nói với mẹ chồng em là hình như Thanh có bầu rồi mẹ. Xong rồi một buổi sáng thức dậy mẹ chồng em cầm cái que thử thai lên, con thử trước mặt mẹ đi. Xong rồi cái khi mà em thử xong rồi thấy ra hai vạch, ơi con đã sẵn sàng là mẹ chưa đó. Mẹ chồng tuyệt vời nhỉ. Tính ra là mẹ chồng em á là rất là hiện đại đúng không? Dạ đúng. Vậy thì cho hỏi xíu nha, hai vợ chồng còn rất trẻ ở trong phòng vậy đó, rồi tụi tí tú tí vậy đó, có khi nào, bị mẹ phát hiện không? Dạ có. À, một buổi sáng đấy tự nhiên đòi pha nhau xong rồi hả, quên khóa cửa phòng, quên khóa cửa phòng, cái tự nhiên mẹ mở cửa vô, hai con ăn gì không, xong thấy mẹ đóng cửa lại cái đùng vậy đó. Trời ơi. Cái là mẹ đi xuống dưới chân cầu thang á, bắt đầu định hình lại tinh thần được rồi á, mẹ lên nha con. Xong rồi đi được 3 bước mẹ đang lên đó nha. Mẹ gần tới rồi nha, mẹ đang đứng trước cửa phòng nha, mẹ vô á. Xong mở cửa ra hai đứa ăn chuối không. Dễ thương quá. Hai đứa mà lúc mà về ở chung thì chuyện gì tới sẽ tới đúng không? Dạ. Có nghĩa là đó là cái đêm tân hôn chứ không phải là cái đêm tân hôn là cái hôm mà sau khi cưới đúng không? Không, đêm tân hôn thật ra nó rất là mắc cười là tụi em rất là sợ ma. Thì đãi tiệc ở cái khách sạn đó, xong thì người ta có tặng một cái phòng tân hôn, xong rồi hai vợ chồng vô cái phòng đó, xong rồi kiểu như nhìn xung quanh thấy như là ghê quá, cái hành lang đi vô nó đã tối thui rồi, xong cái phòng kiểu lạ lẫm, hai đứa nhìn nhau ê sợ ma quá, thôi về đi, thôi về, hai đứa đi về luôn. Trời đất ơi. Hai đứa đi về nhà gặp ba mẹ chồng, con thôi con về đây ngủ, con không có chồng đâu. Của em là cưới nhà được bao lâu rồi? Dạ là 6 tháng. Ở ông xã em có tật xấu gì? Dạ nhiều lắm bác, đây hồi dạy nhiều ới là nhiều, không hết luôn. Đầu tiên là tính mà quá là nhây, giống như là nhây những cái chuyện như là em đang bực bội khó chịu, xong rồi vợ ơi nha vậy đó, xong rồi cái em mới kêu hôm nay khó chịu ra đi, xong rồi cứ nhây hoài, tính em cả cọc rồi, em điên lắm, đánh chồng em đó, xong rồi đánh hoài à, ngày nào có chuyện nó đánh hết trơn, xong rồi có lúc mà đánh dữ quá em đánh bầm mắt luôn. Trời ơi. Xong rồi cái chồng em cầm lộn điện thoại của em nhắn vô trong cái tin nhắn, cái nhóm nó có em với hai chị họ của em nữa, nhắn lộn vô trong đó là chị ơi cứu em với, nó quýnh em bầm mắt rồi. Xong rồi hai chị em tưởng đâu là chồng em quýnh em. Xong chạy tức tốc qua nhà em cầm nó bảo hiểm rồi, xong mày dám quýnh em tao. Trời ơi. Ủa mà bộ hai đứa xài điện thoại chung với nhau hay sao? Hai điện thoại nhìn giống nhau cái cầm lộn, xong nhắn vô trong đó rồi mấy chị em tới, xong mới thấy là chồng em nằm ôm con mắt vậy nè. Ôi tội nghiệp, nhỏ quá, hèn gì mà lớn không nổi. Tại vì nhây đó đúng không, cái tật nhây quá đúng không? Còn cái thứ hai đó là ở dơ. Ở quá trời dơ, sau cái lúc mới quen nhau lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ, tới khi mà hả về ở chung với nhau 3 ngày không tắm, tối không bao giờ đánh răng. Đó là cái lý do sâu xa là mỗi lần như là lại gần em, vợ ơi bỏ qua cho anh đi, là cái mùi thúi nó bay vô mặt em, nói là phải quên. Thời gian mai mốt phải rút kinh nghiệm nha, phải lấy khẩu trang để mà tỏ tình hả. Còn những biểu hiện gì nữa không? Rất là trẻ trâu luôn. Đầu tiên là hả lên trên mạng thôi, bây giờ anh sẽ quyết định rồi, anh sẽ mua một cây kiếm Nhật về làm gì á, thằng nào đụng tới em anh chém chết nó. Ủa để làm chi? Ủa để chi? Đâu ai mượn thể hiện. Rồi xong 3 dấu hiệu nhận biết, đầu tiên là hả em hỏi tên anh đi, nguyên cái quận này ai cũng biết anh hết, hỏi là không ai biết. Trời ơi, hỏi tên tăng cá chép đi, ai cũng biết anh, hỏi là không một ai biết hết. Rồi cái thứ hai nữa, mỗi lần mà ai mà thí dụ em đi ngoài đường không, còn ai mà giống như là hả đụng vô chân em hay gì á, lỡ như chạy ngang quẹt ngang, mày sao chạy dí theo, mày muốn sao dí theo mày hả, mày mới dám đụng vợ tao hả, nó chọn cái gì á, nó làm gì đâu, lỡ quẹt chúng nó đụng tới em mà phải giết nó. Xong rồi hả, rồi thêm một cái nữa, người ta đi ra ngoài đường thí dụ như là người ta nói tới ảnh im, xong về mới nói tại nãy anh im thôi, anh mà lên tiếng mà mệt cũng đó. Đâu dám đụng tao, người ta nói im re à. Lúc mà người ta nói im re, tới khi về nhà mới bắt đầu thiệt. Anh mà lên tiếng mà nó mệt với anh là sao? Lúc đó không lên tiếng thì về mới thể hiện. Em đi với chồng em ngoài đường em rất là sợ. Thí dụ như đi với một người mà cao to lực lưỡng mà hả chồng em mà chửi người ta đi, mình sẽ nghĩ là giờ mày chết với chồng tao rồi. Còn đi với chồng em lên tiếng nha, người ta quay qua nhìn một cái thôi chạy đi ba, nó quýnh hai đứa bây giờ hơn. Nó sợ muốn chết luôn. Đáng yêu quá hả? Thì bây giờ mới 21 tuổi thôi mà, phải là trẻ trâu thôi chứ sao nuốt giai đoạn được, đúng không? Đó, rồi có lén hút thuốc này kia nọ không? Trẻ trâu thì hay thể hiện chứ. Có lén hút thuốc, lúc đó là em đang mang bầu, em nói là bây giờ vợ mang bầu rồi đừng có hút thuốc nữa nha.
Anh hứa với em luôn, anh thề anh không bao giờ anh đụng tới một điếu thuốc nào. Xong tối hôm đó dụ cho em ngủ trước, thường là anh bấm điện thoại anh chửi buồn ngủ, xong rồi em ngủ trước, lén xuống dưới nhà hút thuốc, xong rồi đi lên trên phòng, xui quá lén em mà xui quá đụng trúng cái bàn nghe cái đùng, xong rồi em mở mắt ra vậy em nhìn, xong rồi em vẫn ráng em hí lại, xong rồi cái chồng em lại nhìn em, ồ nó ngủ rồi, xong rồi em nghe mùi thuốc, trời ơi tái một cái bóp, giận quá trời giận. Bỏ luôn chưa? Dạ bỏ. Ủa em nhưng mà lúc mà vợ em có bầu có thay đổi tính nết tâm tính gì không? Dạ vậy em thay đổi nhiều lắm mà. Chỉ là cần làm một cái gì đó sai nho nhỏ thôi là nghe chửi nghe đập rồi. Thường là những người phụ nữ khác là vợ giận là chồng bay lại ôm hung đủ thứ năn nỉ là người ta sẽ bớt giận. Còn vợ em, duyên vợ em thì càng ôm càng quýnh, càng năn nỉ càng đập. Cứ thôi vợ ơi xin lỗi mà. Mày xin lỗi mày biến ở đâu? Trời ơi đập kinh khủng luôn. Cứ ôm vô là đập, cứ ôm rồi. Sao mà tội nghiệp với thân phận chồng em. Sâu xa là gì? Thí dụ ôm rồi im, im lặng đi không nói vợ bỏ qua cho anh đi. Phà cái hơi rồi đó. Đó. Tại vì tụi em đều là hai đứa trẻ đó. Thành ra là chắc chắn là từ cái chuyện mà sống chung với nhau nè, rồi đến chuyện mà có bầu á, bắt đầu em bé nó từ từ nó lớn lên á, rồi cơ thể vợ thay đổi này kia nọ, đều là một cái sự ngạc nhiên và khám phá đúng không? Dạ. Yeah. Thường người ta là vợ mang bầu, người ta sẽ chồng người ta sẽ lại nói chuyện với con hay là sờ bụng gì đó. Em là toàn phải giới tay nó đặt vô bụng không à. Xong rồi tới khi nó thấy con đạp chỗ ghê quá em, ghê quá. Làm sao? Không bao giờ nói chuyện với con. Hỏi sao anh không nói chuyện với con đi, con trong bụng nó nghe nó là hiểu đó. Xong rồi anh biết nói gì đâu, nói gì giờ. Hello con. Xong hết. Không nói gì nữa. Đó, cũng không sờ bụng không gì hết. Xong em cảm thấy trời sao tiên cứ chồng gì mà giờ có con chán quá vậy. Sao chồng gì mà không có tương tác gì với con cái hết trơn. Xong rồi cái hả mấy kiểu lúc đó cũng chán chán, nghĩ cho trời lấy mấy thằng mà con nít giờ tự nhiên không biết sao thấy cảm thấy như là mình lúc nào cũng phải gồng lên vậy đó, mình lúc nào cũng phải là chỗ dựa cho chồng mình. Chứ chồng mình không phải là chỗ dựa cho mình. Sao lúc mà vợ mang bầu á rồi có thay đổi từ cơ thể cho tới cái tâm tính vậy đó, em ngạc nhiên không? Dạ. Em thấy mắc cười không? Dạ không, em có tìm hiểu nên là em thông cảm. Dạ, mà phụ nữ có bầu là gay gắt lắm, dữ lắm. Rồi có bắt em phải nhịn nhịn đói nhịn khát không? Dạ có chứ, vợ em là dữ ghê lắm, năm trời là bắt nhỏ nhịn đói nhịn khát luôn hả? Dạ, nhịn tới nỗi mà giống như lâu lâu em có những cái cử chỉ mà thân mật dữ quá, cái ảnh tưởng là cho ảnh làm hay gì đó, em trời em cho thiệt hả? Nghĩ sao cho vậy cha? Ê, thương quá, thân phận làm chồng của em thật rồi đáng thương. Mà vui không, lấy vợ vui không? Dạ vui. Bị đánh là vui đúng không? Đánh vẫn vui. Dạ, đánh cảm thấy là vui. Trời ơi. Ủa con em năm nay bây giờ là bao nhiêu tháng? Dạ, một tháng. Một mới tháng. Có 1 tháng thôi. Chà, thế là vẫn còn bắt nhịn đó. Dạ, vẫn còn bắt nhịn dạ, đó. Vẫn, dạ. Tới giờ phút này luôn. Bởi đó. Vì em sinh mổ mà. Ồ. Oh, dạ. Thực ra là đâu có cần thiết phải bắt nhịn dữ vậy trời. Tuổi này còn nhỏ mà. Dạ. Những cái tháng đầu tiên cho đến tháng thứ ba coi như là tạm thời nhịn, nhưng mà đến từ tháng thứ ba trở đi á là bình thường. Bình còn, thường mà. Còn 1 tháng như là cho 2 tháng đến tháng thứ 7, tháng thứ 8. Còn 2 tháng nữa. Gán đi Khánh, anh nghĩ em không, sẽ làm được. Nhưng mà phải nhịn là sau khi sanh thì bắt buộc cái đó là mình phải ấy để mình kiên cử cho cái người phụ nữ. Nhưng mà trong thời gian mà em mang bầu á, em không cần thiết phải bắt chồng nhịn, là tại vì á khi mà hai vợ chồng vẫn có cái mối quan hệ là em bé rất là tốt luôn. Thiệt, rất là tốt cho em bé luôn. Nói vậy để đứa sau đừng bắt nó nhịn nó tội. Em nói thật lòng đi, trong cái thời gian qua là em bị vợ bạo hành như vậy đó, thì thật sự là em có cảm thấy bị tổn thương không hay là em rất là hạnh phúc? Dạ em thấy vui. Thấy vui. Tại vì ngày nào không quýnh là em thấy buồn lắm, thấy nhạt quá. Ngày hôm nay nhạt quá, em phải làm cái gì đó để chọc vợ em cho vợ em quýnh. Trời ơi. Rồi bây giờ tới em đó, hot space này có thật xấu không? Dạ vợ em thì ít lắm mà. Em chỉ có là hung dữ thôi, tính đàn ông thôi. Còn mọi cái thì cứ thiếu cái gì là mua sắm rồi đầy đủ cho con cái rồi chồng rồi đủ thứ hết á. Chỉ có là tính tình là bộc trực và hay giống như là hay có hay nổi nóng không? Dạ có, vợ em nóng lắm. Vậy em có mong muốn vợ em thay đổi điều gì không? Dạ em muốn vợ em lâu lâu dịu dàng nữa. Lâu lâu dịu dàng với em phải không? Dạ. Cái thời gian dịu dàng vợ em đối với em á chỉ tính bằng giây thôi. Trời thấy thương không? Tội nghiệp bé. Thường á thì cái tuổi này đúng là cái tuổi mà ăn chưa no lo chưa tới. Dạ. Thành ra là lấy nhau á, thì chắc chắn là chưa có thể nào mà như những cặp vợ chồng người ta trưởng thành được. Điều đó là chắc chắn. Nhưng mà rất may mắn á, là tụi em có ông bà nội, rồi bên ngoại nữa. Bên ngoại, bà ngoại nữa. Thì nó có cũng có những cái điều nó hạn chế, nhưng cũng có những cái điều lại là thuận lợi. Tranh thủ cái lúc mà ông bà vẫn còn sức khỏe để mà lo giùm cho con mình á. Thì hai đứa tạo dựng sự nghiệp, nhất là em á. Học đến nơi đến chốn. Rồi á, là phải có cái sự nghiệp.
người đàn ông mình phải cố gắng, mình chững chạc, mình phải là trụ cột. Chắc chắn bây giờ thì chưa thể nào làm được ngay đâu, nhưng mà cái hướng tới là phải như vậy, phải hoạch định như vậy. Rồi. Chúc tụi em hạnh phúc nha. Cảm ơn. Người anh trai đang làm ở Sài Gòn, đang muốn tìm bạn gái. Bạn trai tớ có về lại phong độ á, đúng không? Thất vọng cho anh chị. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp vợ chồng thứ hai. Tuy nhiên để đón chào họ thì mời quý vị khán giả trường quay dành cho họ một tràng pháo tay ấn tượng. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Thu Thủy, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại em là đang kinh doanh áo quần ạ. Thủy là người Huế. Dạ, em là người Huế ạ. Nhưng mà bây giờ là đang ở đây. Hiện tại hai vợ chồng đang ở quận 9. Dạ. Còn em? Em tên là Quang Luận, năm nay 31 tuổi, đang là kỹ sư bên điện lạnh. Hai bạn là người Huế luôn hả? Dạ. Đồng hương hả? Dạ. Nghe tiếng Huế dễ thương á. Hai bạn là chắc có lẽ là quen nhau từ thời Thanh Mai Trúc Mã đúng không? Dạ không ạ. Có một người bạn của em học chung lớp hồi xưa thì bạn nói là đã có một người anh trai đang làm ở Sài Gòn, đang muốn tìm bạn gái, nhưng mà anh lại hơi lớn tuổi, có muốn quen không? Thì em lúc đó em cũng đang quen một anh kia, nhưng mà em không muốn quen anh kia nữa vì anh kia rất là đòi hỏi nhiều và anh lợi dụng lắm. Nên em không thích quen nữa. Nên em cũng đồng ý quen để mà tránh cái anh kia đi. Thì em đồng ý quen anh này. Anh gọi điện cho em. Rồi mới là đồng ý gặp anh này. Dạ. Hai đứa em gặp nhau thì cũng nói chuyện qua điện thoại thôi. Thì nói chung là quen qua điện thoại đúng không nè? Dạ. Rồi bao nhiêu lâu các bạn gặp nhau ngoài đời? 2 tháng đấy. 2 tháng. Dạ. Lúc gặp nhau thì cái ấn tượng sao? Anh này anh đâu có già đâu, đúng không? Ở lúc đó anh xấu dữ lắm. Có nghĩa là bây giờ là từ ngày lấy về là chăm bởi vì mới tút mới lên được nhiều. Khi mà chưa cưới là anh để tóc 2 mái ấy. Kiểu giống đáng trương hồi xưa vậy đó. Rồi. Giờ đâu còn 2 mái nữa đâu. Anh chỉnh đó. Rồi mặc quần tây áo sơ mi mà kiểu mà ống xuống á. Ống xuống lúc nãy không thích kiểu người như vậy. Em thích đẹp trai đấy, to cao về lại phong độ á. Là em thích thôi, tự nhiên lúc đó là coi như gặp cái là em thất vọng đúng không? Thất vọng cho anh trai. Còn anh đi. Còn em thấy vợ rất là dễ thương, mà make up đến nữa, rồi dễ thương cực kỳ luôn. Lúc đó là mê luôn. Là anh gặp tiền sẹt ái tình luôn. Dạ, cái sẹt ái tình. Thôi, có nghĩa là từ lúc mà gặp nhau cho đến lúc yêu nhau thì bao lâu? 1 tháng đấy. Vậy thì cái thời gian mà tụi em gặp nhau cũng đâu có nhiều đúng không? Dạ, kể từ khi mà quen đến cưới á, trên 10 lần mà. Trên 10 lần. Dạ. Cái gì bao nhiêu năm mà 10 lần? 3 năm. 3 năm mà gặp nhau cỡ trên 10 lần thôi. Dạ. Xa quá mà trong 3 năm trời mà rắn giữ được thủy chung. Sao bà lạ ta ra tới sông Hương vậy? Bây giờ chuyển qua cái giai đoạn là sau khi mà các bạn cưới nhau rồi đó. Dạ. Chồng em anh thấy là rất là chững chạc, rất là điềm đạm. Đó. Vậy thì chắc không có tính xấu gì không? Tính xấu nhiều lắm. Nóng tính, giáo trưởng. Không bao giờ chịu mình sai, chịu nhận là mình sai. Anh nói cái gì là anh đúng hết đó. Còn em là em nói cái gì là em đều sai. Tất cả những gì anh nói là anh đều đúng. Vậy là hay nói em cãi. Mà trong khi em không có cãi. Em ví dụ như là em vào Sài Gòn thì em lần đầu tiên mới vào thì em không có nhớ đường. Em hỏi anh tại sao được trước mình đi đường này giờ là đi đường khác. Thì anh nói là đi đường này chứ đi đường nào nữa. Em nói là nhớ được trước là mình đi đường khác mà. Là đi đường này mà còn cãi. Cãi. Anh bị lớn cỡ nào? To lắm. To. Cãi. Đó, cũng không thấy to. Cãi. Vâng. Rồi còn thêm một cái ví dụ như là em nhìn nói anh đi mua nước uống. Trà sữa đấy. Em nói là từ nhà mình cho đến quán trà sữa đó là nằm bên phải nha. Anh đi sao mà đi ngược lại ở bên trái. Anh gọi điện cho em, anh nói là không thấy. Thì em hỏi là đang ở đứng ở chỗ nào đó. Thì em nói là đứng cái chỗ đang chỉ đây mà không có. Em nói là thấy cái quán chưa. Thì anh nói là không có cái quán đó. Thì em nói là có đấy, nhưng cho kỹ vào. Là nói ra mà cãi. Lúc đó em tức lắm. Mà lúc đó em cũng nghĩ em biết có phải là mình nhầm không ta. Thì đợi anh về rồi, thấy mua chỗ khác. Thì lúc quản lý sư, ai về không chịu chỉ cho rõ ra làm gì. Đó, gia trưởng vậy đó hả? Em không thèm nói nữa, nghiện chơi luôn. Dần luôn. Dần luôn, có chơi không luôn. Dần luôn. Anh hỏi nè, cái lúc mà yêu nhau thì ổng có hay quá cái mà cài. Lúc chưa cưới á, em nói cái gì là cũng đúng. Nghe hết á. Rồi cái gì mà em không biết là giải thích cho em hiểu. Em muốn gì là cũng được hết á, là chiều em dữ lắm. Mà về để cưới về một cái là bắt đầu là sổ cái tỉnh đó ra. Xọa liền á. Xọa liền. Xọa. Gì sợ quá đi. Rồi ngoài cái tính gia trưởng đó thì chồng em còn cái tính gì nữa không? Nhậu kinh khủng luôn. Nhậu mà không bất kể cái gì hết. Nhậu đâu mà còn
cùng nhau sống sổ cả tình giá trưởng về lại bảo thủ nữa. Nhân viên là tỉnh lường biêu không thôi, 5.000 thôi. Bắt bẻ nhân viên, bắt quản lý ra gặp để mà nói chuyện. Em nói là chỉ có 5.000 thôi, làm gì mà làm to tát gì vậy. Cứ nói là 5.000 cũng phải là tiền à. Em nói 5.000 đó có phải là 5 triệu đó mà định rồi mà phải kêu quản lý ra gặp. Mà có chuyện đó không thôi mà làm to tát. Cứ lần nào đi nhậu về cũng gây lộn vậy đó hả? Nhậu về là không chuẩn. Nhậu về là cái tỉnh xáo, cái tỉnh. Có nghĩa là cuối cùng là tính xấu của chồng là có lại là gia trưởng nè, nó tính mà thích nhậu, đúng không? À, con cái chuyện mà không bao giờ nhận là mình sai. Không bao giờ nhận mình sai. Ví dụ như mà đi nhậu mà nói về em là đi tiếp khách. Đáng lẽ không biết mà có người nói về em. Em hỏi tại sao là đi nhậu với bà mà tại sao là nói là đi tiếp khách. Thì lúc đó chối, nói là đi tiếp khách chứ ai lại đi nhậu. Thì đừng có lão. Biết rồi. Thì lúc đó là cứng keo rồi không chối được nữa thì nói cái đó nói bà của mình đó cũng là khách. Nói như vậy đó, tức là nói càng đúng không? Đó cũng là khách. Kêu bằng cả vú lấp miệng em. Rồi không chịu nhận mình sai mà con cổ nói như vậy nữa. Rồi bây giờ tới em. Đây, kể đi. Bây giờ tới em rồi. Trời cũng thua gì chơi. Lúc mà quen nhau á, trời lên nhà là sạch sẽ gọn gàng, nắng nắp đâu vào đấy. Nấu cơm nó được sao gọn gàng lắm. Không khi mà về ở với nhau trời. Nấu cơm nó được ra là bày từ trên bếp xuống dưới chậu rửa chén. Trời ơi. Nào là chén, nào là đùa, nào là rau hành với bỏ phanh đầy rất đầy trên bếp rồi ở dưới. Chén đòi là không có bỏ vào trong chậu, bỏ ra ngoài quanh đầy nhà á. Một lần nữa em phải dọn. Coi như là hồi nãy dọn. Tính bừa em dọn xong rồi, em dọn xong rồi. Một nửa nữa để về lên là em dọn. Một nửa thôi. Rồi đó là một tính này còn nữa. Hãy làm gì quên rồi này. Dạ con bỏ trong thau rồi về dạ con xong. Ngâm được hoa, ngâm được xà phòng xong để vậy. Chiều hôm nay định sáng mai lại mới khỏe con lên. Đáng trí nè, bừa bộn nè, rồi gì nữa? Nhộm lắm. Hả? Gọi là dớ. Hai ba lúc được mời trở về là cày chui nhà lần. Để khi mà cưới về xong rồi giờ làm việc xong rồi là bao nhiêu việc em làm hết. Không có chui nhà luôn. Để em coi thử để một ngày có chui không? Một ngày không chui nhà, hai ngày chui nhà, ba ngày chui nhà. Thì tới ăn cái gì chui. Tới bây giờ vẫn vậy hay sao? Vẫn vậy. Bây giờ đâu có chui nhà. Em biền mình. Khi mở vào thì em làm là vì lúc đó em đang rảnh, em chưa có việc làm. Việc nhà là em làm hết. Để khi mà chuyển sang kinh doanh á, em dậy sớm, phải dậy sớm để chờ nấu cơm chuẩn bị trước. Sau đó em đi làm về 10 giờ đêm mới về. Thì đâu còn sức nữa đó nữa mà làm. Hiện giờ là phải có cái sự chia việc ra đúng không? Chứ ôm không nổi đúng không? Con cái chuyện mà nói em bừa bộn đó, đâu có thua gì em đâu. Đây là hai vợ chồng bừa bộn như nhau hả? Rồi anh hỏi nè, có bao giờ mà vợ em giận em không? Ôi giận thì khỏi nói luôn anh ơi. Mỗi lần giận lên thì đập đồ hay là... Dạ không, giận tiếng đập đồ mà giận dài lắm. Ly gọi là ly mà chưa từng thấy luôn. Giận cái là đòi bỏ nhà đi. Đi đâu? Em không biết đi đâu. Hai vợ chồng giận nhau, đóng cửa lại. Em khóa chốt cửa lại. Lấy búa, lấy kìm. Bẻ mà đâu có bẻ được đâu, đâu biết cách bẻ đâu. Bẻ khóa không bẻ. Em đưa cho khóa, mở cửa đi. Đi ra ngoài đường á, đi lui tới giữa đường rồi đó. Em đi sờ ở trong nhà đi sờ, em đi tìm là em thấy em đi lần thần ngoài đường giống như là người mất hồn. Tôi đi lang thang là đi đâu? Ông vô tâm quá, kiểu như mà dần nhau xong cái là ông không dỗ, ông không chịu dỗ. Rồi mà. Bây giờ mong muốn thay đổi của em dành cho vợ em là gì? Bởi cái tận cứng đầu đi, và em rất là cứng đầu, lì cứng đầu. Đúng rồi, thấy cái trán đó không? Cái trán này là cứng đầu là đúng rồi. Bây giờ là phong thủy nè. Về bắt cắt tóc đi để mái ngang. Che bớt cái cứng đầu lại. Đó là đỡ không, được. Không bắt bả đội nón hoài á. Rồi còn em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Bật giá trưởng lại. Anh bật nhậu đi. Hai bạn có con chưa? Dạ chưa. Ủa tôi cưới nhau bao lâu rồi? Dạ gần 2 năm rồi. Các em là kế hoạch hay là do chưa có? Dạ chưa có. Bây giờ muốn có con không? Dạ muộn ạ. Đây dạ mời ông vượt. Ông anh mụ, mời ông mụ quốc thuận chúc rồi sau đó tôi mới khuyên. Rồi như vậy nè, anh hy vọng là ngày hôm nay trên cái mảnh đất màu mỡ này, cái mảnh đất may mắn này thì anh xin chúc cho hai vợ chồng em kể từ đêm nay thì hai em mau chóng có một tin vui, có một em bé chào đời. Xin cảm ơn. Thật ra là tại sao mà chị nói là để anh thưởng chúc rồi chị mới gọi là có cái sự góp ý với tụi em, tại vì thực ra cái vấn đề của tụi em ở đây á, là cái đứa con đó. Anh này á là anh lớn tuổi rồi, anh 31 tuổi rồi, đã đến lúc mà cái người đàn ông này cần phải có thêm một cái sinh linh để mà bảo bọc, để mà gọi là hữu hỷ đúng không? Em mình dung vậy, em có đứa con mà em thấy cuộc sống có ý nghĩa vô cùng đúng không? Đã lắm. Đã lắm. Đó. Thì chị chắc chắn rằng với vợ chồng em á, khi mà cái đứa nhỏ xuất hiện nó sẽ trung hòa được cái thế hệ của tụi em. Người vợ sẽ chín chắn hơn khi có đứa con. Hiện giờ là vì sao? Trong mắt của chồng em còn nhỏ lắm. Em 24 tuổi thôi. Cho nên rằng là những cái ý kiến của em hay là những cái quan điểm của em á, thì anh nghĩ là em chưa đủ
chín chắn để mà anh công nhận cái điều đó là đúng. Cho nên khi tranh luận là đương nhiên là anh nghĩ anh là người đúng rồi, bởi vì anh lớn hơn em nhiều, anh hiểu biết hơn rồi, anh có kinh nghiệm sống hơn tất tần tật mọi thứ. Đó, nhưng mà anh quên mất là khi mình lớn thì mình luôn luôn phải gấp những đó, cái tươi xanh của những người nhỏ hơn mình, để mình bổ sung và là mình renew lại cho mình, để mà mình có thể bắt kịp được với cái thời đại á. Đó, thì ở đây á, là cái đứa con nó sẽ ở giữa đó trung hòa hai bạn này. Thông qua đứa con đó thì các bạn sẽ gắn kết hơn, sẽ hiểu nhau hơn, sẽ nhường nhịn nhau hơn. Đó, và khi mà em cho anh cái đứa con á thì anh sẽ bớt gia trưởng hơn với em, chắc chắn là như vậy. Nhớ có tin vui lên Facebook báo cho anh biết nha. Cảm ơn hai em. Cảm ơn em. Dạ, em chào anh Quốc Thuận và chào chị Hồng Vân. Chào quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son ạ. Em xin được giới thiệu, em là Tô Đình Khánh, em năm nay 30 tuổi. Hiện tại đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Công việc của Khánh là bán hàng online. Dạ, hiện tại em đang kinh doanh online ạ. Đó. Vậy hả? Trời ơi. Khánh ơi, từ bữa giờ thì có làm thêm công việc gì nữa không Khánh? Hiện tại thì em vẫn tập trung là bán hàng online thôi ạ. Dạ. Nhưng mà cái hàng của mình là chuyên về em sản phẩm làm gì? Về thời trang và một mảng thực phẩm, mấy cái hàng nhập khẩu vậy ạ. Dạ. Rồi, mời cưng. Dạ. Em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Ông Văn. Em tên là Trần Thị Thương. Em năm nay 26 tuổi, em quê ở Bình Định ạ. Ở Bình Định hả? Dạ. Oh. Theo chồng vào Sài Gòn lâu chưa? Dạ, em mới đây ạ. À, tức là mới vô, chứ đâu phải là bạn này làm ở Sài Gòn rồi gặp nhau đúng không? Dạ không ạ. Mà là lấy chồng xong rồi theo chồng đó đúng không? Dạ. Hôm trước em đến em gõ cửa đó, thì đang là ở chung thôi, chỉ là qua thăm thôi. Còn sau khi em gõ cửa xong rồi thì hai đứa nó, hai em nó mới mời em đi ăn đám cưới. Dạ. Yeah. Nhờ ông Mũ tới nhà mà tụi nó có duyên, có nghĩa là quyết định cái đám cưới luôn. Là quyết định đám cưới luôn. Yeah. Rồi hình như là bữa nay là cái đầm lùm xùm gì là có tin vui luôn. Trời ơi. Chắc tôi phải mời ông tới gõ cửa thăm nhà. Em giúp ngay mà. Tôi mà trời ơi, tôi mà giờ có em bé là chấn động luôn á, ghi một kỷ lục Guinness đó. À, biết đâu có rồi sao giờ. Chị đã sẵn sàng chưa? Mày nuôi nha. Tao giờ hết sức rồi. Rồi, chị biết không, mặc dù là vậy nghe, nhưng mà bây giờ trước khi mình vô cái câu chuyện chính thì cho anh chia sẻ thêm chút xíu. Dạ, dạ. Chị thấy vậy thôi nghe, mặc dù Khánh á, là không có đôi chân, nhưng mà em đó nghe, có thể nói là một số cái em hơn Khánh, nhưng có một cái mà em thua bạn Khánh này là chị biết là cái gì không? Gì? Hít đất. Dạ. Hay vậy chứ hít đất hả? Trời ơi, siêu vô địch luôn đó nghe. Hít đất bằng đôi tay, em hít đất là thua luôn. Đó. Rồi. Như em chả biết hít đất hay sao á? Thả giỡn hoài, biết chứ. Biết không? Làm gì không biết? Biết không biết hả? Trời, hít đất dễ ẹt, làm gì không biết. Nhưng mà bữa đó em hít có 3 cái à. Còn Khánh hít có 30 cái rồi. Ý chưa? Trời ơi. Rồi bây giờ nè, trong chương trình gõ cửa thăm nhà thì không có hỏi nhiều về cái câu chuyện tình yêu, cũng như là cái câu chuyện mà làm sao các bạn gặp nhau, các bạn yêu thương nhau và kết hôn với nhau. Thì bây giờ mình tới chương trình Vợ Chồng Son rồi thì mình sẽ khai thác rất nhiều những câu chuyện về tình yêu của hai bạn. Thôi bây giờ hai đứa kể cho anh nghe đi. Còn sao mà hai đứa gặp nhau. Trời ơi, em đã nghe rồi, bây giờ phải để kể cho chị nghe. Chị không, em chưa nghe luôn. Đã... Ủa? Trời, chứ bữa đó em không có tâm sự luôn á hả? Không, bữa đó là hỏi về cái chuyện khác. Vậy hả? Cho nên là hai đứa là phải kể về cái cơ duyên nào mà gặp nhau á, đúng không? Bữa đó không dám, bữa đó e thẹn lắm. Không có dám gặp em. Mới núp núp sang nhà không à. Vậy hả? Bữa nay mới thanh thiên bạch nhật đó, danh chánh ngôn thuận đó chị. Đó. Bây giờ gặp nhau sao nè? Thì cơ duyên thì em gặp vợ em năm 2022 á. Đầu năm tháng 3. Mới đây hả? Dạ, tháng 3 2022 ạ. 2022 là mới đây dạ, ha. Dạ. Thì vợ em mới lúc đó là em cũng mới chia tay mối tình mà em cũng tìm hiểu thì do là không có đến được với nhau thì lúc đó em cũng trong cái khoảng thời gian mình cô đơn rồi cũng có một chút tổn thương trong chuyện tình cảm. Thì khi đó là tháng 3 năm 2022 thì vô tình em check trong cái tin nhắn chờ của Facebook thì em thấy một đoạn tin nhắn rất là dài của một bạn nữ gửi cho em. Xong rồi em bấm đọc. Em đọc thì em thấy là một cái dòng tin nhắn mà bạn ấy gửi cho em thì em thấy rất là xúc động. Thì bạn có chia sẻ là vợ em có chia sẻ là em đã biết anh cách đây từ năm 2019 rồi. Nhưng mà do là cứ theo dõi em, nhưng mà trong một lần tình cờ đang lướt Facebook á, thì lúc đó vợ em đang làm việc tại Nhật. Năm 2018-19 thì vợ em đang ở Nhật. Thì đang trong lúc rửa chén, ăn cơm xong rửa chén thì lướt điện thoại thì vô tình thấy một cái đoạn video clip của em mà đang được một người bạn cõng á. Bạn em cõng đi chơi đó. Thì bạn ấy tò mò
Vợ em mới tò mò là sao anh này không có chân, vậy sao anh có thể sống được. Rồi nếu như anh sống thì anh sẽ cuộc sống sau này anh như thế nào. Nếu có vợ có người yêu thì không biết sẽ như thế nào ấy. Rồi bây giờ mình hỏi luôn đi. Rồi bây giờ anh hỏi vợ luôn nè. Đó, cái lúc đó thì em chia sẻ cụ thể đi. Lúc đó là em suy nghĩ gì nè. Rồi em lý do gì em lại viết thư cho anh. Dạ. Thì lúc mà em đang gặp được ảnh cơ duyên đó là em đang là thực tập sinh. Em đi xuất khẩu lao động ở bên Nhật Bản. Thì vô tình cũng là nhờ Facebook đưa em tới một đoạn clip của chồng của em. Đó là ảnh vừa mới bị mất đi đôi chân của mình. Là do em mất đôi chân là do em bị tai nạn. Em bị một căn bệnh ạ. Tháng 4 2018 em bị tắc mạch máu, thế là phải cưa đôi chân. Xong rồi em nhìn trên đó thì bảo là một chàng trai trong cái tuổi thanh niên mất đi đôi chân, em chỉ là quay chứ không có nói nhiều về ảnh, cũng không có, em cũng chưa biết tên hay tuổi hay là quê quán của ảnh. Và vô tình mình lướt trên đó, nó báo nó có một chương trình nào đó đăng về chàng trai đó. Và lúc đó em thấy chồng em thì khuôn mặt tiều tụy lắm, khuôn mặt lúc đó kiểu chắc là vừa mới bị thôi. Thì em cảm thấy là lúc đó mình trong khoảng thời gian đó em đi làm thì cũng một mình ở bên xứ người thôi, thì mình cảm thấy mình cũng là thanh niên ở tuổi này mà mình bị như vậy thì mình cái cuộc sống của mình như thế nào và mình phải vượt qua nó như thế nào. Mình có rất là nhiều, mình như thế này mà mình có rất là nhiều cái áp lực, cái mệt mỏi, cái sự cô đơn nữa. Như chồng em thì với lại lúc đó em cũng ở trong tình trạng là cô đơn, thì mình nghĩ là như mình thì có thể vượt qua sự cô đơn đó, nhưng mà người như thế rồi người ta có một người nào đồng hành cùng hay không, thì hay là người ta chỉ cô đơn như vậy thôi. Em tò mò, nhưng mà kiểu là trời không có xe nhiều, đỡ em tìm hiểu thêm. Vậy là vô tình em bị mất cái thông tin về anh chồng của em. Tới 2022, 4 năm sau em mới gặp lại anh. Vô tình biết lại thông tin của anh. Vậy đó hả? Dạ. Nhưng mà như vậy thì để cho chị hỏi xíu là cái lúc mà em viết tin nhắn cho anh á, thì là sau đó là em có trả lời với bạn đúng không? Dạ đúng em ạ. Em trả lời rồi tụi em tin qua tin lại như vậy được bao lâu thì bị mất liên lạc? Không. 4 năm liền là em bị mất liên lạc, chưa có nhắn tin, chưa hề hỏi han một lần. Chỉ mới có ngưỡng mộ trên đấy là trong thâm tâm là hình ảnh của chồng của em là xuất hiện trong đầu của em, là từ cái clip đó em bắt gặp hình ảnh của chồng, khuôn mặt của chồng em thôi. Là suốt 4 năm đó là nhiều lúc em cứ thỉnh thoảng dù vô tình em lại nhớ về cái hình ảnh đó, không biết vì lý do gì. Hay là chứ cái tin nhắn đó là sao? Là đến 2022 mới tin nhắn chờ. Vậy đó hả? 4 năm sau em mới gặp lại ảnh cộng trên Facebook. Có nghĩa là gặp trên Facebook thôi. Tức là coi như em gặp lại trên Facebook rồi bắt đầu em nhắn cái tin đó. Dạ đúng rồi. Là lúc đó em vẫn còn ở bên Nhật Bản. Vậy đó. Là em là làm một lần luôn là 5 năm ở bên Nhật Bản, chưa về Việt Nam lần nào. Rồi là cũng chưa có cơ duyên gặp ảnh, cũng chưa biết về ảnh luôn, đỡ tìm ảnh. Vì em lúc đó biết chồng em là chưa biết tên tuổi, chưa biết quê quán mà làm sao em tìm được ảnh. Thế lại xong rồi 4 năm sau, năm 2018 là em mới gặp, 19 là mới gặp ảnh trên Facebook. 2022 là em lại gặp ảnh một lần nữa là trên Facebook truyền thông lại đưa tin về ảnh nữa. Là lúc đó đưa tin là ảnh đã là một chàng trai bước qua khoảng thời gian mệt mỏi đó rồi, là chàng trai truyền nghị lực Tô Đình Khánh. Viết tên là Tô Đình Khánh, TikToker. Em mới là đích thân, em đi tạo một cái nick TikTok để em tìm cho anh được ảnh. Nhưng mà em nhắn tin là em cũng là người nhắn tin trực tiếp, là khi biết ảnh gặp lại ảnh là em vội vàng em là để em nhắn tin cho anh được. Nhưng mà TikTok thì không cho em trả lời qua lại với nhau. Thì em phải, em không biết sao thì em phải vào Facebook em kiểu là kiếm cho anh được chồng mình. Và xong rồi em phải tìm tên Tô Đình Khánh thử có ra không, nhưng vô tình lại hiện anh lên, lại hiện cái nick Facebook của anh lên. Ở cuối cùng em suy nghĩ là bây giờ nhiều năm rồi sau cái hình ảnh xuất hiện mà mình muốn nhắn quên được ha. Dù mình muốn nhắn là mình xúc động quá, mình vui quá vì là gặp lại anh sau nhiều năm, nhiều năm mình chờ. Xong rồi em mới nhắn cho anh cái tin là cảm ơn đã cho em gặp lại anh sau khoảng thời gian dài như vậy. Rồi chúng em cũng chỉ là động viên ảnh, đỡ ảnh phải vui vẻ lên, rồi cứ là như vậy thôi. Em nhắn xong rồi em lại một tin thôi. Lúc đầu tiên là em nhắn xong em làm xó. Em bảo là không biết là mình có nên nhắn hay không. Thì nhưng mà cuối cùng vẫn nhắn. Em gửi đây xong rồi em nằm em chờ phản hồi của với chồng em. Bao tới. Lâu Khánh mới phản hồi? Dạ sáng hôm sau vợ. Dạ, tối hôm đó là đúng là ngày Chủ nhật. Em đi làm về là hôm sau em được nghỉ. Nghỉ cả ngày. Tối hôm đó trời mưa là em về em vừa mưa là em ướt hết cả người luôn. Em về em mở Facebook lên. Nghỉ vô tình cũng như cô sợ cô đơn lướt Facebook thôi.
thì bắt gặp chồng là em nhắn nằm cả đêm em nằm em thao thức em chờ. Là hôm sau là chồng em phản hồi là rồi chồng nhắn cái gì? Dạ thì chị cũng nhắn giống như là chào em rồi anh cảm ơn em rồi đã nhắn tin cho anh thì anh cảm ơn em rồi những cái lời động viên của em vậy đó. Cũng như là một người bạn, hai người bạn bình thường. Rồi xong đó hai đứa nói chuyện em cũng nhắn tin cũng ít chứ không có nhiều thì nhắn qua nhắn lại xong rồi bắt đầu nói nhiều hơn. Nhưng mà lúc đó em có nói cho Khánh biết là em đã theo dõi Khánh 4 năm nay không? Tức là chờ đợi cái sự gặp lại là cả 4 năm nay rồi. Dạ có. Tin nhắn đầu tiên em đã nói là rồi em cảm ơn thầm cảm ơn trời cho em gặp lại anh bao nhiêu năm rồi em mới gặp lại anh. Đây là trời ơi. Dạ. Lúc đó Khánh sao Khánh? Xúc động lúc đó với em thì lúc đó em hàng ngày đều check những cái tin nhắn chờ bởi vì em có rất là nhiều những người mến mộ họ nhìn thấy cái nghị lực của em ấy, thì họ sẽ cần đến em đôi lúc họ cần cái sự động viên thì em cũng thỉnh thoảng check thì em check trong cái đó thì có tin nhắn của vợ em thì vô tình em đọc được thì em cảm thấy nó khác biệt so với những cái tin nhắn của những người khác thì những người khác thường thường họ sẽ là cần ở chỗ em một cái gì động lực để mang đến cho họ thì ngược lại thì em đọc được cái tin nhắn của vợ em thì lúc đó bạn nhắn một tin rất là dài đầu tiên ấn tượng là cái bức thư rất là dài thì mình thấy là một cô gái mà gửi cho mình thế này mình thấy cũng xúc động. Thì em đọc được bạn ấy bảo là em đã gặp anh từ năm 2019 nhưng là do một lần tình cờ mà rồi chén xong mất đi thông tin của anh không biết làm sao để tìm anh á thì sau 4 năm làm việc tại Nhật thì vô tình là hôm nay thấy lại clip của anh em rất là vui và xúc động mình cảm thấy cái thể hiện cái sự xúc động của bạn ấy trong từng dòng tin nhắn ấy. Thì mình thấy là mình tự nhiên có một cô gái đang viết một tin nhắn rất là xúc động cho mình thì tụi em cũng bắt đầu từ đó là em trả lời rồi bọn em cũng trò chuyện qua lại thì cũng hỏi thăm sức khỏe của em bạn ở bên Nhật như nào rồi mình cũng lúc đó em không biết là bạn ở Nhật đâu. Lúc đó em hỏi là em hiện tại ở đâu rồi hiện tại làm công việc gì đó thì đầu tiên là cảm ơn rồi xong mình hỏi đó thì vợ mà lúc đó là em ở xa lắm anh ơi thì em mới hỏi là ủa xa là đâu em thì bạn bảo là em ở Nhật Bản thì anh mới bảo là vậy thì khi nào có dịp về Việt Nam thì có thể là ghé Sài Gòn chơi hoặc gì đó thì anh em mình làm bạn đó thì thực sự cũng lúc đó em cũng không có nghĩ là mình sẽ ngỏ lời hay là mình thích bạn này đâu có nghĩa là mình chỉ là một người giống như là bạn vợ em ấy, đang là mến mộ em thôi thì em cũng không dám nghỉ nhiều thì mình cứ... mời cái về là cũng về luôn dạ thì trong thời gian nói chuyện với nhau thì bạn cũng có những cái nỗi buồn cũng có những cái tổn thương thì hai đứa kiểu đồng cảm được với nhau thế là cùng nhau chia sẻ đâu đó 2 tháng đấy thì bạn mới nói vợ em mới nói là em Tết này cũng muốn về Việt Nam để ăn Tết rồi có gì là em sẽ thăm anh luôn thì mình cũng mừng là có thể sẽ gặp được vợ lúc đó cũng không nghĩ gì thì sau cách 1 tháng quen từ tháng 3 đến tháng 4 rồi đến giữa tháng 4 là bạn bắt đầu quyết định là em sẽ về Việt Nam luôn. Thế lúc đó em cũng không biết sao mà giống như kiểu là không biết ai bật đèn xanh hết nhưng mà lúc đó em cảm thấy em thích vợ em. Xong rồi là cái hôm mà em đến gõ cửa thăm nhà là lúc đó là em đã về ở chung nhà rồi. Ở chung nhà rồi là về được bao lâu rồi? Dạ em về được Ủa em cái lúc anh tới gõ cửa thăm nhà là mới em về. Mới về đó đúng không? Dạ. Tại vì là đúng rồi. Tháng năm là vợ em đầu bay từ Nhật Bản về Việt Nam, sau đó chỉ về nhà thăm nhà 1 tuần thôi. Sau đó vào trong thành phố Hồ Chí Minh rồi bắt đầu là em sắp xếp cho làm việc cho em luôn. Có nghĩa là em kiểu như muốn tạo điều kiện cho để hai đứa tìm hiểu á. Thì trước khi mà về Việt Nam á thì em có nói chuyện với Thương lúc đó hai đứa nói chuyện 2 tháng cũng có sự tìm hiểu với nhau thì em nói là bây giờ em cứ về đi. Nếu mà em cảm thấy là đồng hành được với anh á thì em cứ tại vì em cứ chia sẻ vợ là anh đã thất bại trong mối tình cũ là do cái sự không đồng ý của gia đình thành ra em muốn nói với vợ em là nếu như em thực sự muốn tìm hiểu anh hay là muốn đến với một người như anh á thì em hỏi ý kiến gia đình xem thế nào nếu trường hợp mà gia đình em mà không phản đối hay là chấp nhận cho mình quen nhau thì anh mới dám đến hay là gì đó với em để là mình không muốn thực sự lúc đó em tại qua những cái mà cuộc tình trước rồi em không muốn đau thêm một đúng lần rồi nữa. Em không muốn và không muốn mất thời gian của mình vào một cái lỡ một lần nữa em mới nói thì vợ em rất là gọi là em đánh giá được vợ em rất là mạnh mẽ luôn thì lúc đó em nói chuyện với vợ thì vợ mới nói là em gọi về cho mẹ thì cái này em nghĩ là chắc vợ em kể sẽ tốt hơn sao Thương dạ thì như lúc mà vợ chồng em tìm hiểu nhau á thời gian mà hai đứa nói chuyện ở bên Nhật Bản thì cũng qua lại nói chuyện thì em cũng không biết là anh bị tổn thương trong cái mối tình trước là vì gia đình cấm cản. Sau đó một thời gian nói chuyện thì em mới hỏi là anh mới hỏi em là có yêu chưa thì em bảo là chưa. Lúc đó em thật sự là mấy năm trời ở bên đó là em không có quen. Xong rồi em mới bảo em chưa. À hỏi anh thì anh quen anh có yêu chưa thì em cũng vô tình thấy trên Facebook của anh là có người người
chị bạn gái của ảnh vẫn có ở trên xuất hiện trên đó. Thì anh bảo là anh thất bại trong mối tình đó, tại vì gia đình cấm cản không cho anh. Anh cũng sẽ bước tiếp tới mối tình khác cũng sẽ như vậy, tại vì có thể là người phụ nữ đó mạnh mẽ yêu anh thật sự nhưng mà gia đình thì không cho phép. Thì nếu mà sau này người nào bước tới, người ta cũng phải vượt qua điều đó. Thì em nghĩ là sau đó em nghĩ chồng em thì em nghĩ là nếu mà em muốn tìm hiểu chồng em thì em cũng phải nói điều đó với gia đình. Em nghĩ là em đánh tiếng với mẹ em trước. Thì em bảo là em không có nói thẳng với mẹ, nhưng mà em gọi từ bên Nhật Bản về thì em có nói là mẹ nếu mà mẹ có con gái thì có người yêu như vậy đó, thì mẹ ở vị trí của mẹ, mẹ có đồng ý cho con gái của mình quen một người như vậy hay không? Mẹ em thì kiểu giống như là khi em nói ra những vấn đề đó thì mẹ em kiểu sẽ nghi ngờ, bảo là chắc là con mình có quen ai như vậy ấy. Xong rồi mẹ em im lặng, mẹ em không có nói, mẹ em hỏi là sao lại hỏi như vậy, là ai quen. Thì ông bảo là con chỉ hỏi ví dụ là mẹ có con gái thì mẹ có chấp nhận hay không. Thì mẹ không trả lời. Thì mẹ em tới 2 ngày sau mẹ em mới trả lời cho em. Mẹ nói là phải là con quen hay không. Đó, nếu mà con quen thì con phải nói với mẹ chứ con không được giấu. Nếu mà thật sự con quen thì con hãy nói thử mẹ xử lý như thế nào. Chứ còn nếu là mẹ, con gái mẹ, mẹ không đồng ý. Rồi cuối cùng mẹ có đồng ý không? Dạ có. Thì đương nhiên phải đồng ý rồi. Thì muốn hỏi là cái ngày mà hôm em đưa Khánh về gặp mẹ, gặp gia đình em thì cái ngày hôm đó như thế nào? Dạ, thì lúc em về Việt Nam thì cả anh chị em đều biết hết rồi. Em nói hết. Thì đúng rồi, nhưng mà ý là cái ngày đầu tiên mà Khánh về gặp mẹ. Dạ. Thì hôm là đó em đưa Khánh về gặp mẹ. Dạ. Mẹ em thì ở xa, ở Bình Định, không có thể gặp. Dẫn anh Khánh về gặp thì em dẫn chồng của em về nhà chị gái ở Gia Lai thì nó thuận tiện hơn. Sau đó mẹ em phải từ dưới quê đi bác xe lên thăm thăm chồng em. Rồi sao? Rồi cái hôm đó rồi sao? Hôm đó Khánh kể coi, Khánh kể. Thì khi mà vợ em chia sẻ em với tất cả mọi người trong gia đình, lúc đó đặc biệt là mẹ, thì khi mà mẹ cho phép vợ em tìm hiểu nhau, có nghĩa là em rất là vui. Rồi đến cái ngày mà Thương vợ em dẫn em về nhà chị hai để gặp anh chị, rồi gặp mẹ của Thương vào từ Bình Định vào, thì lúc đó em rất là sợ. Có nghĩa là mình sợ là tại vì đôi khi là có thể nói thì mọi người có thể là chấp nhận được, nhưng khi mình sợ là em chỉ sợ khi nhìn trực tiếp mình rồi đối diện á. Dạ, em rất là lo từ cái hôm mà bắt đầu lên xe từ Sài Gòn rồi lên Gia Lai đó. Cả đêm đó em rất là hồi hộp luôn, thì vợ không sao đâu anh, cứ cố gắng thôi. Thì ngay từ rồi Thương cũng nói là anh hai rất là khó nữa, đến lúc đó em càng lại do lại sợ hơn nữa. Thì em mới bảo thôi bây giờ cố gắng thôi, bây giờ mình không đối diện thì chắc chắn là không biết khi nào, chắc chắn mình phải đối diện thôi. Thì khi đó em lên, thì lên đến Gia Lai là 4 giờ sáng, 4 giờ rưỡi thì đó là bắt đầu đến nhà được anh chị hai. Thì lúc đó trời đang gọi là mới sáng thôi, thì trời cũng mưa phùn phùn đó. Thì em rất là vui khi mà anh hai chủ động đi đón, rồi chủ động đỡ em xuống xe, rồi chào hỏi em. Em thấy cái sự gần gũi luôn. Thì lúc đó em tự nhiên em thấy mình nhẹ hơn. Đầu vào nhà rồi gặp anh chị thì anh chị cũng niềm nở rồi hỏi thăm mình vậy đó. Thì em thấy là rất là gần gũi. Rồi từ đó em cảm thấy là tự tin ha, tự tin hơn. Tự tin. Cho đến lúc gặp mẹ thì sao? Rồi đến trưa mẹ bắt đầu vào thì mẹ đến ôm em một cái. Vậy là quá xúc động rồi. Em nghĩ là thật ra là trước đó là Thương cũng đã cho xem hình, cho xem clip của Khánh rồi đúng không? Thật ra là Khánh cũng có rất là nhiều video clip lan tỏa trên mạng. Còn cái ngày đầu tiên mà em gặp chồng em khi em về Việt Nam á, thì cảm xúc em sao? Tại lần đầu tiên em về gặp chồng em á, thì tự nhiên em không biết sao em tới em ôm chồng em, xong em vuốt mặt chồng em, xong em cảm thấy mình không có sợ, mình không có dị nghị về cái hình ảnh này, mà mình thấy chồng mình gần gũi mà thấy thân thương liền. Đúng không? Xong rồi em thấy nó rất là bình thường, tại vì nhiều người người ta sẽ nghĩ là bước xuống đó nhìn thấy chồng mình như vậy là mình sẽ bị coi như lúc em là con gái bình thường mở cửa để trông nữa thì sẽ bị xấu hổ, nhưng mà em không có thấy gì xấu hổ hết. Em thấy thương. Còn Khánh thì sao? Anh thấy là em rất là xúc động. Dạ, bởi vì là khi mà Thương về Việt Nam á, Thương bảo là từ khi mà Thương đi á, không ai đưa Thương đi hết, chỉ có là Thương rất là thèm cái cảnh được gia đình của mình đón, mà gia đình của mình đón trở về á. Em bảo là thôi em cứ về đi, anh sẽ đi đón em. Thương cứ sợ em là không đi được rồi phiền như nào đó thì em không biết, nhưng mà
Thương, lúc đó Thương xuống sân bay, em chủ động em ra đón. Thì em mua một bó hoa, em cũng đứng đợi, rồi em bước đến cái Thương ôm em cái là tự nhiên mình chưa kịp nói gì hết, chỉ đưa hoa rồi Thương ôm, vợ em ôm cái là hai đứa em dẫn vợ em về luôn. Đã coi như lúc đó là nhập làm một rồi đó. Đó coi như là nó là từ gọi là giống như từ trong chắc có lẽ là đặt để từ kiếp trước rồi, tức là giống như là sắp đặt á, số là phận sắp đặt hết rồi. Sau cái hôm đó là đưa về nhà làm nhân viên không, luôn không ạ? Từ mời về nhà làm nhân viên em luôn. Chỉ Thương ở lại nó chơi với em 2 ngày. Lúc em chưa dẫn về nhà đâu. Thì bọn em cũng đi cà phê rồi đi ăn, rồi bắt đầu sáng mai là Thương về thẳng Bình Định. Về gặp mẹ xong rồi một tuần sau là quay trở lại vô là, với em là ở nhà em luôn. Không, em thuê cho một cái phòng trọ cũng gần em đó. Nói chung là em gọi là em sắp đặt lần sau đó để thuận tiện nhất để em với bạn Thương có thể gần nhau rồi tìm hiểu nhau rồi đó. Rồi em có nói là thôi bây giờ em vào em làm cho anh luôn. Em làm cho em thì nói chung là tháng đầu tiên thì vẫn cứ như trả kiểu lương. Là trả lương có là nhân viên đàng hoàng, có nghĩa là đúng lúc đi làm là 7-8 giờ phải có mặt, rồi 12 giờ được nghỉ, rồi về ăn cơm 1 giờ phải qua làm. Đó kiểu như vẫn cứ là giữ một cái khoảng cách để là nhân viên và đấy thôi. Ủa rồi cái lúc mà anh tới gõ cửa đó là lúc đó là trả nhà trọ chưa? Lúc đó là chưa luôn, chưa luôn. Nói chung là lúc đó chưa trả nhưng mà vẫn ở bên chỗ nhà nhiều hơn. Lúc đó thì bọn em cũng kiểu là xin phép mẹ rồi, nói là bây giờ tụi con cũng muốn tìm hiểu sau khi mà gặp ở gặp ở Gia Lai rồi á. Thì em có hỏi là giờ cũng gặp mặt rồi thì cũng nói chuyện với mẹ thì mẹ cũng đồng ý. Lúc đó mẹ nói là giờ bác không cấm cản hai con, chỉ mong hai con yêu thương nhau rồi chăm sóc nhau thôi, còn chuyện như là đấy là quyết định của hai đứa. Thì ngay từ lúc đó là bọn em quay trở lại Sài Gòn, bắt đầu là em rồi mẹ cũng xuống. Mẹ cũng xuống cùng rồi em dẫn đi khám, lúc đó xuống luôn tiện đi khám rồi em cũng dẫn đi, rồi em cũng muốn thể hiện một cách nào đó mình có thể lo được cho bác nữa. Thì em dẫn đi rồi hôm đó về nói chuyện với ba mẹ em nữa, thì hai gia đình nói chuyện với nhau thì mẹ cũng đồng ý cho bọn em qua lại đó. Thì từ đó đến giờ là cũng 7 tháng rồi nhà. Từ lúc Thương từ Nhật Bản về đến đây có nghĩa là tụi em sống bắt đầu chuyển qua sống bên nhà của của Khánh á. Là bao lâu thì mới kết hôn? Từ tháng 6 đến tháng 7. Đúng là một tháng. Một tháng. Dạ, đến tháng 8 tụi em đi thiện nguyện thì bọn em vô tình biết là có em bé. Có nghĩa là chú với cô cũng sống thử với nhau rồi đấy. Thế là sau là các cô chú mới là làm đám cưới đấy. Tại vì khi mà em có nói chuyện với vợ và nói chuyện với cả mẹ cùng vợ nữa thì lúc đó hai gia đình em cũng rất là lo về vấn đề ví dụ hai đứa mà có lấy nhau được thì không biết chuyện con cái như nào đó, thì bắt đầu là em cũng chia sẻ thẳng thắn là cũng không biết sau này chuyện con cái nó có đủ duyên hay không. Thì cũng nói thì được gia đình, đặc biệt là vợ cũng không có suy nghĩ về nhiều vấn đề đấy. Rồi mẹ vợ cũng vậy, cũng thôi nếu mà có thì tốt, mà không có thì không sao hết. Đó thì từ đó là bọn em muốn là làm sao đó, em muốn chắc chắn là mình có hay không. Đấy, em cũng rất là sợ là ví dụ lấy rồi về không có con cũng rất là tội cho vợ luôn. Thật ra nghe em kể cuối cùng thì gấp con nhanh quá cơ. Hay nè. Em có nhớ trước khi mà kết thúc cái chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà anh có chúc hai vợ chồng không? Anh có em nhớ không? Thành ra em mới nhắn tin cho anh đó, cái hôm mà em bảo anh là tin vui đó. Em thì đây là có bằng tốt nghiệp ông mụ là cũng lâu rồi, cách đây 10 năm rồi. Cái bằng hồi bữa hôm nay là mới có thêm cái bằng ông bói nữa. Ông mụ là 10 năm nay rồi. Hỏi gì? Thật ra là anh cũng khá là bất ngờ khi nhận được cái tin đó của em và sau đó là nhận được một cái đám cưới của em. Tại vì anh nghĩ tại anh thấy nó quá nhanh. Anh thấy nó quá nhanh và anh nghĩ là nó phải thêm một thời gian nữa. Nhưng mà thôi hôm nay thì mới biết tại sao là hai anh chị lại nhanh đến như thế, đúng không? Nhưng mà anh sau đó thì anh có theo dõi một số thông tin và anh cũng nhìn thấy một số video clip về những cái hình ảnh mà hai vợ chồng đi thử đồ cưới. Đúng rồi. Đúng không? Thì hôm nay anh gặp hai vợ chồng thì anh muốn hỏi hai đứa là cái cảm xúc của hai vợ chồng cái phút giây mà đi chọn đồ cưới. Mặc đồ cưới đó. Chứ. Chọn đi chọn đồ cưới thì chọn quần áo rồi đó, đi rồi. Và sau đó là mặc cái bộ đồ cô dâu chú rể thì những cảm xúc đó là nó như thế nào? Khi mà em quyết định tổ chức ngày cưới và em đi thử đồ cưới thì em xúc động. Cứ mỗi lần em nhìn thấy vợ em mặc đồ cưới em xúc động. Em không tin là đến ngày hôm nay mình có thể là có vợ được. Nhiều khi em xúc động và nhiều khi nhìn mình thấy vợ như công chúa mình thấy là tại sao mình, em tự hỏi mình là tại sao mình lại có thể lấy được một người vợ xinh đẹp như vậy, và dễ thương như vậy. Xinh đẹp. Rồi mình kiểu như là mình bị hút hồn bởi vì cái vẻ đẹp khi nhìn thấy người vợ của mình đang mặc váy cưới mà đẹp, mà đẹp trong khe, đúng rồi. Đẹp phúc hậu, hiền hậu vậy đó.
Vậy là em là may em mắn biết sao lắm. Dạ. Em vẫn... chắc cũng là con của quan chức ở đâu trên trời. Chị biết không, tại sao mà em hỏi như vậy là bởi vì cái video clip mà hai bạn thử đồ cưới á, nó được lan tỏa rất là mạnh. Dạ. Với một cái lượt chia sẻ đó là mấy ngàn đúng không? Dạ. Và TikTok cái lượt TikTok rồi Reel, dạ, dạ. Facebook rất là mạnh. Thì qua video clip đó thì có rất là nhiều những comment mà tích cực, dạ. Giống như là bạn hãy cứ tin. Đúng rồi. Hãy cứ tin rằng tình yêu là nó không có một sự phân biệt nào cả. Dạ. Chúng ta cứ yêu, cứ đến với nhau, dạ. Và sẽ thành đôi. Đúng rồi. Đó là cái comment mà anh đọc được. Dạ. Nói chung là khi mà em chia sẻ cái thông tin em lấy vợ thì, và đặc biệt là em rất là đặc biệt nữa, khi mà vợ em mặc đồ cho em, mặc áo vest cho em, đặc biệt là em lại không có quần. Kiểu như là bình thường các chú rể khác thì sẽ có áo sơ mi, áo vest rồi có quần tây này, nhưng em thì chỉ có thuê một cái áo vest thôi. Đó, thì khi vợ em mặc cho em, vợ em ngồi xuống rồi chỉnh cho em thì thực sự là em thấy một cái gì đó nó lan tỏa rất là mạnh, bởi vì là trên cuộc đời này rất là ít mình có thể là mình đôi khi họ mọi người thì là nó như là câu chuyện cổ tích thôi, không có thật ở ngoài đời. Nhưng mà khi một người phụ nữ rất là xinh đẹp mà còn trẻ tuổi lấy một người không có chân như em thì thực sự nó rất là đặc biệt nữa. Thực ra là mình giống như mình lan tỏa câu chuyện tình cảm cho mọi người tin thêm về tình yêu. Yeah. Thì đó, nói chung là như một câu chuyện cổ tích vậy. Yeah. Đó. Yeah. Bởi vậy người ta mới nói là khi mà con người ta sống mà phải có tình yêu. Yeah. Vì tình yêu nó sẽ gọi là đúng đúng nghĩa là chắp cánh đó. Thì yeah. chắp cánh cho mình có thể bay lên cao, rồi có thể làm được tất cả mọi thứ mình muốn. Đó, vấn đề ở đây là mình chọn lựa như thế nào để mà mình có được cái hạnh phúc viên mãn của mình. Đó, thì tụi em đã gọi là đã làm được cái điều đó đó. Chọn lựa hạnh phúc, chọn lựa yêu thương đó, đúng không? Đó. Chọn hạnh phúc, chọn yêu thương. Thế rồi hôm nay là hạnh phúc với các bạn, có được là nhờ là hạnh phúc là lựa chọn. Rồi. Đẹp quá, mối tình này đẹp quá. Chị không có muốn qua cái trang 2 đó. Nghe nhưng nè, mà giờ thương không... á, cái bạn thương nè, cái lúc mà em đến á, nó gõ cửa là chỉ là mới là người yêu thôi. Chị bạn ấy là có một cái nét đẹp khác. Còn bây giờ bạn ấy đang có em bé cho nên bạn ấy là có một cái nét đẹp khác. Hai cái nét đẹp nó khác khác nhau. Nhưng mà nói chung là đẹp. Rất đẹp. Thì bởi vậy bây giờ chị nói thiệt với em là không muốn hỏi phần hai, chị không muốn hỏi phần hai, nhưng mà không được chị ơi, nhưng mà không hỏi phần hai á là chương trình họ không có phát lương cho mình. Đúng. Thằng Khánh nó như thế nào đi nữa nó cũng có tật xấu, cho nên là phải có cái phần hai đó, gọi là chương hai. Và sau khi mà bước chân về với nhau, cởi bỏ cái áo cưới ra để khoác vào tấm áo một người vợ, một người chồng, và sắp sửa là một người mẹ đó. Đó thì là có phát hiện ra cái gọi là tật xấu của nhau, tật xấu đi chị ơi, nó xấu đó, xấu hả? Cho dù là có yêu thương, cho dù có hy sinh cỡ nào đi nữa, tôi không tin rằng là cô ấy là hoàn hảo, không có tật xấu, đúng không? Ủa là giờ em đang hỏi Thương hay là em đang hỏi Khánh? Hai đứa luôn. Đó. Giờ chị Khánh, là, chị, là chị đang hỏi Thương về Khánh đó. Vậy hả? Rồi, giúp em hỏi Khánh trước đi. Đó. Đứa nào nói trước? Thương nói trước đi, người ta là phải nữ trước. Đúng rồi. Cho hai mẹ con nó nói trước. Nói về tật xấu thì như là nói mọi người nói không có thì cũng không đúng, là chồng em cái đó với em không phải là tật xấu mà là khuyết điểm của anh. Tại vì anh bắt buộc không có đôi chân thì anh không thể làm những cái điều, những cái việc đó, ví dụ như là quần áo thì không thể bỏ gọn gàng ở một chỗ được. Thì khi mà đi làm về vận động nhiều quá, vết thương nó sẽ bị đau. Thì sẽ kiểu giống như là mệt quá không đi tắm nổi thì sẽ lùi tắm, thì đó kiểu như với gặp vợ chồng khác, người đàn ông đó sẽ là tật xấu. Với chồng em đó là khuyết điểm, với em cảm giác cái sự yêu thương của mình nhìn chồng mình nó nhiều quá nên mình nhìn đó là khuyết điểm. Chồng em thường như vậy, kiểu chồng em thì không hút thuốc, không uống, có ga lăng không? Dạ thì rất là ga lăng. Ga lăng thì chồng em là số 1 rồi. Lúc yêu ga lăng, rồi lúc lấy nhau về còn ga lăng không? Dạ còn. Kiểu quan tâm nhiều hơn, kiểu giống là em không còn nhờ thì em cảm thấy là đối thì chồng em cũng có thể nấu ăn cho em luôn, đi làm về anh cũng quán xíu người kia, anh đi làm anh lo cho gia đình, lo cho vợ, xong rồi về nhà ví dụ em cảm thấy em ăn cơm xong anh có thể nhắc anh rửa chén cho em thì anh cũng tự động đi rửa. Đó thì hôm nay quá thì... đi đang trời lạc đề luôn. Đang phần kia. Dạ. Rồi, nha. Cái phần như là tính xấu mình làm trong chương trình khác. Ủa, tính đẹp đi, tính tốt. Là mình làm trong chương trình khác. Còn đây là thời khắc.
Đó, để mình khui những cái tật xấu của ổng. Chị biết đó. Nó lạc đề đó, bé Thương lạc đề mà tại vì nó dễ thương quá nên chị cứ để chị nghe vậy đó. Ha, nhắc lạc đề cái em biết luôn. Em cũng nghe luôn đó. Giờ chồng em được cái nữa là như hay nhõng nhẽo nữa. Trời ơi, bây giờ về là nhõng nhẽo kiểu giống là mệt lùi cái là bắt đầu giờ chứng lúc chưa men ghê lắm nhưng mà về tới nhà là bắt đầu nhõng nhẽo. Xong rồi nhõng nhẽo với vợ đó phải không? Xong rồi lùi tắm là bắt đầu bảo là vợ có thể lấy căn chanh không chứ giờ anh đi không nổi nữa rồi. Anh không thể đi. À xong rồi bảo lấp liếm cái chuyện đó bằng việc là anh không thể làm được chứ không phải là giờ anh quá mệt rồi anh không thể trường đi nữa được rồi. Em có thể giúp anh được không là anh ở dơ anh nằm lại luôn. Em chịu không được, em chịu, em không có chịu thôi. Em ép buộc vậy đi, lấy canh lau cho chồng em. Rồi cho anh thoải mái hơn, lúc thấy thương là mình phải đi lau. Rồi chồng giục đồ, giục thì về giường đó thì cũng bỏ lung tung quá thôi. Rồi em cũng phải đi lụm, rồi đi giặt cho ảnh thôi. Nhưng mà nói chung á là bây giờ vợ đang có bầu rồi, giờ muốn làm biến cũng đâu làm biến được nữa. Đúng không? Đó, thì giờ em có muốn chồng em thay đổi điều gì không? Có một điều là em muốn chồng em là không phải tới nỗi mà quan tâm bản thân mình nhiều hơn. Chồng em luôn có một điều là giống như là suy nghĩ cho gia đình, suy nghĩ cho những người xung quanh quá nhiều. Bỏ buồn bản thân mình lúc có em về là vợ xong rồi bây giờ có cơ duyên có con. Anh cảm thấy anh nỗ lực nhiều hơn nữa. Mà cũng lúc bất thường bị đau bảo anh nghĩ thì anh cũng không chịu nghĩ. Anh cứ cố gắng phải đi làm cho mình được. Về tới nhà nhiều khi trở trời thì cái vết thương nó bị co giật. Anh cũng không bao giờ nói, anh im lặng. Xong rồi em rất là sợ là chồng em đã sức khỏe đã yếu rồi vì những cái lo toan đó mà chồng bị bệnh hay là gì đó em không thể nào mà chia sẻ cái nỗi đau đó được nên em muốn chồng em là chăm sóc bản thân mình nhiều hơn nữa. Em chỉ muốn nhìn thấy anh ở bên cạnh em thôi. Em có thể cùng anh cố gắng được. Em luôn hài lòng, em không phải là muốn cho vậy mình nuôi thật nhiều tiền, vậy thật nhiều có hay là cái gì hết. Em chỉ muốn chồng nhìn thấy chồng em mỗi ngày thôi. Em chỉ muốn bên cạnh anh, muốn được gặp anh, muốn anh khỏe thôi. Vậy em muốn chồng em thay đổi cái gì hết. Không. Cưng dễ sợ. Đang sống mà khóc. Ra thì và em chia sẻ thì đôi khi kiểu như em là con người rất là kiểu như là tham công tiếc việc ấy. Mình muốn làm để mình lo được cho gia đình, bản thân mình rồi bây giờ có vợ có con nữa, mình cũng lo nhiều hơn. Nên là nhiều khi mình ít dành thời gian cho vợ nhiều nữa. Nhưng mà nãy vợ nói cái đó là em thấy hợp lý không? Dạ có. Thì đó người ta mong muốn vậy thì mình đáp ứng đi. Đúng không? Ủa nhưng mà bây giờ là công việc của Khánh vẫn làm tại nhà chứ có làm ở đâu nữa không? Nói chung là vẫn làm tại nhà. Tại nhà nhưng mà hiện nhưng tại mà cái đó là cái chỗ mà mình làm việc thôi. Không, bây giờ em mới chuyển sang một cái chỗ khác rồi. Có nghĩa em bây giờ làm một chỗ và về ở một chỗ. Làm một chỗ về một chỗ. Dạ. Gần không Khánh? Cũng gần ạ. Nói chung em đi qua được 5 phút thôi. Hiện tại bây giờ mới vợ về ở với bố mẹ. Thì còn em thuê một cái văn phòng khác để mình làm việc ở đó. Nhưng mà Khánh hiểu không? Dù là nó gần thiệt nhưng nó vẫn là không phải là cái nhà của mình. Nó vẫn là cái chỗ làm việc. Thì mà tại vì vợ em rất là lo. Đó. Nhưng mà bây giờ là Thương đâu có ra làm với chồng không? Dạ có, là... em có làm không? Nhưng mà hiểu giống như là vợ chồng em đi làm thì vẫn livestream nói livestream cả ngày cả đêm. Chỉ như làm cả đêm thì làm tới 10 giờ, 11 giờ. Bây giờ hiện tại bầu em cũng vẫn đi làm cùng chồng. Hôm nào em mệt quá thì em mới ở nhà. Hôm nào anh mệt thì em bảo ở nhà mà anh cũng không chịu. Nói chung là vợ làm. Em xót á. Dạ, vợ em xót. Thà ví dụ em nói thì vợ nó sẽ không lo nhiều. Còn này là cứ em không nói, em chịu đựng á. Nên là vợ rất là lo, rất là sợ. Tại tính em là mỗi khi em bị gì đó em ít khi chia sẻ cho người khác, sợ người ta lo lắng và buồn á. Mình giống như là cái điểm yếu của em. Mình lo cho người ta cuối cùng là để người ta lo lại cho mình.